Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang, thứ tư ngày 6 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay mùng 6 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức họp rà soát đánh giá cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay còn hiệu lực nhằm đề xuất điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ hoặc đề nghị ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay có tổng số 31 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực. Trong đó có 16 cơ chế chính sách, quy định cơ chế đặc thù và quy định cụ thể hóa quy định của Trung ương do ngân sách địa phương đảm bảo. Hầu hết, các cơ chế chính sách đã có tác dụng khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư và người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, các cơ chế chính sách đã có tác dụng khuyến khích các thầy cô giáo tham gia giảng dạy tại các trường chuyên biệt, thu hút cán bộ, giáo viên đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với các cơ chế chính sách phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh, đã thúc đẩy hoạt động, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là số tổ chức doanh nghiệp đến đăng ký đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tăng mạnh giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Tuy vậy, thì các cơ chế chính sách còn hiệu lực đang thực hiện trên địa bàn tỉnh cũng còn một số nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thủ tục và điều kiện để được hỗ trợ còn vướng mắc, chưa cụ thể hóa đối tượng thụ hưởng ở một số lĩnh vực. Đối tượng tham gia các hoạt động chế biến sản phẩm từ nông nghiệp như chè, mật ong, dệt thổ cẩm trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ manh mún, chưa đáp ứng được điều kiện của các cơ chế chính sách, nhất là điều kiện của Nghị quyết 47 Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó cần được rà soát, xem xét bãi bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung thay thế. Ngày hôm qua mùng 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang do ông Thào Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Tà Phìn và Lũng Thầu, huyện Đồng Văn. Tại buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp thu các kiến nghị của cử tri như bố trí nguồn kinh phí để đổ bê tông đường giao thông, làm sân trường, đầu tư cột điện kiên cố, thay thế cột điện làm bằng gỗ tại các thôn, kéo điện cho một số hộ dân ở xa cụm dân cư, hỗ trợ tiền phụ cấp cho người có uy tín trong dòng họ, thôn bản, di chuyển bãi khai thác đá làm ảnh hưởng đến hồ treo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm thủ tục cấp giấy thông hành, đề nghị hỗ trợ kinh phí cho việc xếp đá bậc thang. Tại xã Lũng Thầu, cử tri cũng đề nghị nhà nước đầu tư kè đá chống sạt lở tại 3 trường trên địa bàn xã, giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân ở hai xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh và xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, hỗ trợ kéo đường dẫn nước về cho các thôn, đầu tư xây dựng cho các em học sinh phổ thông dân tộc nội trú nhà tắm, xây nhà vệ sinh cho các em tại các điểm trường. Tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các em học sinh mầm non, đầu tư các trạm biến áp cho các thôn. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đồng chí Thảo Hồng Sơn đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, dân chủ của cử tri hai xã Tả Phìn và Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm và tiếp thu các kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang cũng đã đến thăm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tả Phìn và trạm y tế xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn. Chiều ngày 5 tháng 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang đã tổ chức khánh thành nhà văn hóa tổ 15. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Với tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành đoàn thể và bà con nhân dân tổ 15, phường Trần Phú, chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015, đã vận động đóng góp, ủng hộ được gần 300 triệu đồng trong tổng số trên 345 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa và tổ chức khánh thành đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Việc nhà văn hóa tổ 15, phường Trần Phú hoàn thành và đi vào sử dụng là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Chính vì vậy, người dân trong tổ sẽ tiếp tục giữ gìn và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, tổ chức sinh hoạt cộng đồng thường xuyên để tuyên truyền, vận động và đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã kết thúc cách đây 61 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hàng năm, đồng bào cả nước cũng như cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang lại nhớ về những người lính đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, tỉnh Hà Giang đã có trên 400 thanh niên lên đường ra mặt trận phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường và nhiều người đã trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến dịch Điện Biên Phủ vào năm 1954. Trong số đó, có rất nhiều người đã hy sinh, nhiều người bị thương trong những trận đánh oanh liệt. Ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ cha anh, đối với mỗi người dân Hà Giang, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống người có công đã trở thành một việc làm thường xuyên, thiết thực, thể hiện sự tri ân những người đã cống hiến tuổi trẻ, hy sinh xương máu vì sự bình yên của hôm nay. Hàng năm, những người có công với cách mạng và thân nhân người có công đều được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng. Các thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam dioxin được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, con em của họ cũng được hưởng nhiều quyền lợi khi đi học. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Giang cũng đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới 69 ngôi nhà hư hỏng sụt nát cho các thương bệnh binh với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, sự động viên kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với người có công với cách mạng trong các dịp lễ Tết là một nghĩa cử hết sức cao đẹp nhằm ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị, hiện nay đang là thời điểm khí hậu hanh khô, chuẩn bị bước vào mùa mưa. Song do mấy ngày vừa qua, nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiều vùng trong tỉnh có nguy cơ bùng phát cháy rừng. Tại thành phố Hà Giang, theo tổng hợp của Hạt Kiểm Lâm thành phố, trong 2 ngày, mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 5, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ cháy rừng ở quy mô nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu của những vụ cháy này là do chủ quan của người dân. Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3, trên địa bàn thành phố Hà Giang đã xảy ra 2 vụ cháy rừng tại tổ 2 phường Nguyễn Trãi và tổ 1 phường Minh Khai. Diện tích rừng bị cháy ước gần 300 m2, chủ yếu là tràm cỏ và một phần diện tích vườn rừng trồng của người dân. Nguyên nhân ban đầu để xảy ra vụ cháy được xác định là do tâm lý chủ quan của người dân khi sử dụng lửa. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng kiểm lâm thành phố, chính quyền địa phương, các phường, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng và nhân dân sở tại đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ cùng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiến hành dập tắt hoàn toàn đám cháy, thiệt hại là không đáng kể. Cái nguyên nhân của vụ cháy thì ban đầu chúng tôi xác định do cái sự bất cẩn của người dân trong cái việc là thu gom rác vệ sinh và tổ chức đốt. Ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng của thành phố cũng đã huy động lực lượng công an thành phố, lực lượng kiểm lâm cùng với một số các lực lượng khác và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy rừng của tỉnh cũng kịp thời có mặt tại hiện trường, áp dụng các cái biện pháp chữa cháy và đã chữa cháy kịp thời, khống chế được về cơ bản. Về thiệt hại, về tài nguyên rừng thì không có xảy ra về thiệt hại. Kịp thời khắc phục những hạn chế qua 2 vụ cháy rừng, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt Kiểm Lâm thành phố đã có văn bản yêu cầu các chủ rừng, chính quyền các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền xuống nhân dân các tổ dân phố, tích cực tuần tra và ngăn chặn không cho cháy rừng xảy ra. Kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cũng như đội xung kích ứng cứu cơ động tại cấp xã, phường và tổ dân phố. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm Lâm thành phố còn tiến hành ký cam kết bảo vệ rừng đối với các chủ hộ. Vì hiện tại đang là hanh khô, nhất là mấy ngày vừa qua rất là thời tiết hanh khô nên là cũng dẫn đến xảy ra cháy ở một cái số điểm cục bộ, chủ yếu là cháy thảm cỏ và cái cây trồng trong vườn nhà thôi, diện tích thì cũng không lớn. Thì đây cũng là một cái điều cảnh báo, trong thời gian tới sẽ tham mưu cho cấp chính quyền đồng thời cảnh báo, tăng cường tuyên truyền cảnh báo phòng ngừa cái cháy, cháy rừng. Thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng thành phố cũng như ủy ban thành phố là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đối với người dân và ký cam kết đối với các chủ rừng trước mùa khô hanh là tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các cái quy định về phòng cháy cháy rừng, bảo vệ rừng. Hiện nay, thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do đó công tác phòng cháy chữa cháy rừng cần được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn. Trong đó, lấy phòng là chính, chữa cháy cần khẩn trương, kịp thời và an toàn. Cùng với đó, từng chủ rừng và các hộ dân cũng cần nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bởi khi cháy rừng xảy ra, hậu quả là rất nghiêm trọng,
nó không chỉ gây thiệt hại về vật chất, tài sản của nhân dân, mà thiệt hại về môi trường sống của con người cũng là rất nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, từ 21 giờ tối ngày hôm qua mùng 5 tháng 5, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng với mức cao hơn giá cũ là 1.950 đồng một lít. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa có thông báo chính thức về việc điều chỉnh giá xăng dầu với mức tăng các mặt hàng xăng khoáng và xăng E5 là 1.950 đồng một lít. Sau khi đã chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ xăng khoáng là 1.437 đồng một lít và xăng E5 là 1.272 đồng một lít. Như vậy, sau khi điều chỉnh, mức giá bán lẻ mới áp dụng đối với xăng RON 92 là 19.230 đồng một lít, xăng RON 95 là 19.830 đồng một lít, xăng E5 là 18.900 đồng một lít và dầu hỏa là 15.810 đồng một lít. Giá dầu diesel giữ nguyên mức 15.880 đồng một lít. Mức tăng giá xăng lần này mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2011. Tính cả lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 11 tháng 3, giá xăng đã tăng tổng cộng gần 3.600 đồng và vượt mốc 19.000 đồng sau nhiều tháng người tiêu dùng được hưởng mức giá 15.000 đến 17.000 đồng một lít. Năm nay mới bước vào đầu mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao kéo dài đã khiến cho nhu cầu mua sắm các sản phẩm giải nhiệt như tủ lạnh, điều hòa, quạt hơi nước của người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang tăng cao. Theo nhận định của một số chủ cửa hàng điện tử điện lạnh trên địa bàn thành phố Hà Giang, thời tiết năm nay nắng nóng khá sớm nên các mặt hàng máy lạnh, quạt mát, tủ lạnh đang thu hút khách. Chính vì thế mà các cửa hàng đã chủ động liên hệ với các hãng đặt hàng từ trước, đáp ứng sự lựa chọn của người tiêu dùng. Thời điểm này, giá những mặt hàng như tủ lạnh, điều hòa vẫn ổn định. Cụ thể, như máy điều hòa có giá từ 6 đến 18 triệu, quạt trần, quạt bàn, quạt cây Vinawin có giá từ 200 đến 2,5 triệu đồng. Tủ lạnh từ 2,5 triệu đến 30 triệu đồng. Các mặt hàng điện lạnh được nhiều người ưa chuộng nhất hiện nay đều là của các hãng Toshiba, Sanyo, Samsung, Panasonic, LG, nhờ vào các tính năng tiết kiệm điện, vận hành êm và mẫu mã đẹp. Có thể thấy, sau Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa có phần trầm lắng, thì hiện nay thị trường các mặt hàng điện tử, điện lạnh đã bắt đầu sôi động trở lại. Đây là tín hiệu đáng mừng để qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ của tỉnh phát triển. Cuối bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 6 tháng 5 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Văn Miếu Đá Đồng Văn, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình 70%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm trung bình 65%. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dông đề phòng tố lốc. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình 70%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang ngày 6 tháng 5 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.